Mày xem hai cái cành đằng đấy có không? Dặn dỗi hai anh em tôi đi xuống đây cắm cần anh em ạ. Sáng giờ chưa được con nào. Ông bạn ông sang kiểm tra hai cần phía kia không có. Được hai con nè. Ừ thưa mày. Không thì hai thằng này uống rượu bắp chuối. Cái gì đấy? Ôi, đủ nhậu rồi. Cho bếp nướng nhá. Được hai con anh em. Để lên tí được con nào nướng tiếp. Hai cái này đủ nhậu ấy nhỉ? Ok luôn. Đủ cả con nó to gấp đôi này thì nướng mà ngon con này không? Tí biết đâu lại dính. Tí dính đấy. Đủ nước xả rồi. Đập thủy điện nó xả nước đang chảy dầm dầm xuống. Ui chỗ này mát lắm anh em ạ. Cái châm này, quả đen xì chín. Ây, của mình quả chín này. Quả này to đấy. Chùm này to. Nước lên. Hai con hai kẹp hay một kẹp? Cái nào cái kẹp cá hoành tráng. Dân một chuyên nghiệp khổ ghê. Ăn là phải ăn đồ tươi này mới ngon này. Câu lên nướng luôn. Đủ nó dâng nước nhanh thế nhỉ. Ui mát quá. Gió mát. Từ cá từ từ để các than đã. Hơi cao nồi chín. Ôi trời ơi ông ấy làm cái ô. Ngon đi, cá tươi phải ngon. Ok. Bữa này ngon. Bữa này bắp chuối này nấu chín lắm.
ra này sao bọn nó thả cá nhỉ, thả đó. Chỗ này á? Cá chạy vào chạy ra. Ừ. Đây. Suối này thì nhiều cá chứ. Xem chỗ nào ngồi mát bạn. Tí ngồi nhậu cho phong thủy. Ừ. Chỗ này có cái cầu. Đi qua cầu. Ui, ngồi đây mà nhậu thì rượu nào có nổi. Xem có quả, hai mấy quả sung không? Chấm muối cho phong thủy. Chín hết rồi. Ôi, trong thời gian chờ cá chín hay nha, xuống tắm các anh em ơi. Mát quá cái suối này. Đâu rồi? Bơi lại gần gần nó cho vui đi xa đấy. Bộ có tuổi rồi bơi cũng ác đấy nhỉ. Chắc thời gian tới hai anh em tôi chắc đi vào rừng chơi ít bữa. Thì tôi có quay lại video này, có khi là anh em xem thì ủng hộ. Ủng hộ hai anh em. Mệt không bạn? Mệt gì đấy. Tắm mấy tí lên uống rượu cho nó ngon. Mát kinh hồn. Ừ. Đi, bơi, tao quay lại xin nước phát này. Ôi, mắt chúa này chín rồi. Cá này chắc chín rồi ấy nhỉ. Sống ăn sống. Lên mâm. Còn bữa đó được không? Được, cái xong được. Đụng cây rồi. Cá ơi. Đi. Luôn cây cô ngay đây mình hạ cái độ chín. Ồ, rộp rộp rồi, uống nó giòn vó luôn nha. Già mà chuối nó hấp dẫn mềm luôn, mềm nó mới ngon. Mà chiên cái bịch muối đâu nhỉ? Cứ bổ cái bắp chuối ra. Khóm luôn đấy.
Đây bữa tiệc của anh em chúng tôi đây. Có hai con cá. Một lít rượu. Lên đây bạn ơi. Chả có lá ấy cuốn nhỉ. Mời anh em nhá. Rượu nặng quá. Làm miếng bắp chuối. Ngon này nhỉ. Hai mươi lá sung rồi. Ra hết rồi. Ngon, bắp chuối ngon. Xé cá ăn đi. Mình thích cái bắp chuối rừng nướng. Ăn không ngán. Ngon. Ngon. Trứng này. Cái đùi. No rồi. Tí ra kiếm con nữa. Ngập hết nước còn đông rồi. Chắc cần ngập hết rồi. Dạ, còn chưa. Mà con nhảy nhảy tưởng được con to ấy. Chỗ này được cái mát. Cá ngon thật. Cá lăng đó. Con này cá lăng nhỏ này. Con này mà được 2kg thì. Con này 2 người thì. 2kg 2 người ăn không hết. Béo, thơm, bùi. Ngon lắm, món gì? Ăn. Ui, tao ăn gần hết. Cái gì đây? Trứng à? Mùa này con nặng có trứng. Mùa đẻ nhờ. Tao vào rừng ăn cái gì nó ngon thế không biết. Nhân cái lá. Ngon. Nó ngon là ngon ở cái bắp chuối này. Thơm nhỉ. Thơm mùi gì á. Nó làm ở nhà hàng đi nướng này. Đây, vậy hay một món hay luôn đấy. Món gì? Bắp chuối này. Nhiều nhà hàng họ cũng dân dã họ nướng cái bắp chuối lên, có người thích ăn lắm. Ở phố mình có cái quán ăn người trai ấy, toàn món mì, nó mì cá kho đó. Nấu đi món mình cơm lam. Cái khúc mà ăn không ngon mà khúc này. Rõ ràng mình sẽ ăn cái không ngon trước. Tí cái ngon là không ăn nữa. Nó không ăn. Một cá đi. Mùi á. Hai thằng tí này con cá cũng hết. Tí biết đâu này ra lại được con cá 2 tí nữa. Chiều ăn. Lại nhậu tiếp. Ăn. Ngọt rất là ngọt lắm. Ngon biết đâu mà nên nướng 2 bọc. Ngọt. Nó no luôn chỗ này. Ngọt luôn. Cái mày ăn đầu đấy, ăn đầu này ngọt luôn. Đừng ăn cái quả. Cá này nhỏ mà nướng ăn ngon, chất lượng. Cá bự to mà nướng ăn không. Do mình nướng không ấy, không chín. Đây là mình còn nướng khô luôn mà. Chứ đâu có phải là mình nướng. Mình chín, chín thì chín lâu rồi. Khô quá. Ngồi nó nhậu mát đấy chứ ngồi nhà nó mà giờ này không chịu nổi đâu. Nóng, máy tôn nóng. Ngồi nhà sai đồ rồi. Con nào phanh con đấy cho nó nóng. Nóng. Ôi, là một cối rượu mà nóng hết người rồi anh em ạ. Thả lăng đâu. Cái video chia sẻ này tạm biệt tất cả anh em nhá.